anh Cameron đi bộ đi, coi ai là người đi nhanh nhất. Cái khu vực này nó rất là rộng, bên trong này thì cũng rất là lớn, nó thể hiện được cái bộ mặt của gia chủ. Ở trên đây nó sẽ là một cái khu vườn riêng cho mọi người. Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Nhật Đăng Land. Hiện tại thì Đăng đang di chuyển đến khu dân cư Phú Mỹ thuộc quận 7. Và trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm, đó là một căn nhà phố vừa được hoàn thiện. Và chủ nhân ngôi nhà là một kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm và đã có rất là nhiều những cái căn biệt thự, những cái công trình biệt thự tiêu biểu tại quận 7. Và đây cũng là một cái người anh, nói chung là mấy anh em chơi cũng 5-6 năm với nhau rồi. Và nếu như bạn là một đang tìm cho mình á, một cái ngôi nhà mà được xây dựng theo phong cách hiện đại độc đáo thì hãy bỏ qua video này. Còn nếu như các cô chú anh chị đang tìm cho mình một cái ngôi nhà chất lượng với đầy đủ sự tiện nghi bên trong thì đừng lờ mắt không màn hình. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư Phú Mỹ, sát cạnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, nằm trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, trục đường hành chánh của Phú Mỹ Hưng, quận 7, có rất là nhiều những cái tiện ích cao cấp xung quanh. Một khu dân cư có nhà cao tầng đồng bộ này, khu dân trí cao, an ninh, được bao bọc bởi bờ sông công viên như là một ốc đảo với không khí trong lành quanh năm. Trong tương lai, khu vực này còn được phát triển bởi những hạ tầng trọng điểm của khu vực Nam Sài Gòn như tuyến đường kết nối với cầu Cần Giờ và một số dự án trọng điểm khác của thành phố. Ngôi nhà thì có diện tích là ngang 5 dài 18-90m² và được xây dựng là một trệt 3 lầu với sân thượng, gồm 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Nằm trên mặt tiền đường số với lộ giới rộng 14m, vỉa hè rộng rãi với mật độ cây xanh cao. Ngôi nhà của mình thì nằm hướng nam với hướng rất là mát mẻ. Phong cách thiết kế mặt tiền ngôi nhà thì cũng mang một cái đường nét hiện đại phóng thoáng. Với triết lý thiết kế tối giản và trường tồn nên nhìn từ phía bên ngoài mặt tiền, chúng ta đã có một cái phần mặt dựng được ốp bằng đá vàng Tây Ban Nha. Và hiện tại ngôi nhà đang được chào giá thị trường là 14.800.000.000 đồng. Khi đang bước vào bên trong nhà thì đây là khu vực ra ô tô. Với chiều cao lên tới 3m9 và chiều dài lên tới 7m2 nên do đó cái khu vực này nó rất là rộng rãi và cái cảm giác của Đăng bây giờ là nó thoáng, cao ráo. Và nếu như ai mà có công ty mà muốn đặt văn phòng ngay tại nhà của mình luôn, văn phòng đại diện, thì vị trí này là một vị trí thoải mái để mọi người có thể tùy biến mà setup. Chúng ta có phần gạch ốp được âm tường liền mạch. Phần sơn nước được sử dụng bằng sơn bóng giúp cho chúng ta có thể dễ dàng lau chùi và sạch sẽ. Và cái điều mà làm Đăng chú ý nhất ở trong khu vực này đó chính là cái cặp lục bình này. Chúng ta có một cái cặp lục bình mang ý nghĩa phong thủy, thu hút tài lộc. Và riêng một cái lục bình vậy thôi nó cũng rất là lớn, để mà Đăng đứng kế rồi nó còn bự hơn Đăng nữa. Ở đây thì chúng ta có một cái hệ tủ trang trí lớn nè. Và ở bên dưới là tủ để giày với nhiều ngăn. Bậc tam cấp thì nó, cái khu vực này á, nó sẽ giúp phân chia được cái bố cục của ngôi nhà. Khu vực sảnh ra vô thì vị trí bên đây chúng ta có thang máy 300kg. Đây là một cái thang máy kính, chút nữa ta sẽ cùng trải nghiệm thang máy sau. Còn phần này đó chính là cái giếng trời. Ở bên dưới thì cũng có setup thêm một rất là nhiều những cái loại cây. Chắc chắn thì đối với một ngôi nhà do một kiến trúc sư thiết kế và xây dựng thì họ phải thiết kế như thế nào đó để khi mà một cái gia đình lớn với 3 thế hệ sử dụng thì chúng ta vẫn có được những cái không gian nó rộng rãi và thoải mái. Thì khi mà đang bước vô cái phần nhà ăn này, đang thấy là cái diện tích được chừa ở bên trong này thì cũng rất là lớn, với nhiều ánh sáng nè. Và những cái chi tiết từ cái trần thạch cao hay là đèn hay là những cái trang trí á, màu sắc ở bên trong nhà thì nó làm khá là đơn giản. Và những cái chi tiết đơn giản như vậy nó sẽ làm nổi bật lên được những cái nội thất được sử dụng bằng gỗ gõ đỏ đã lắp đặt ở bên trong. Đây là một cái loại gỗ được yêu thích bởi màu sắc vàng đỏ hòa quyện với vân gỗ độc đáo, chất gỗ là chắc cứng, có tính ổn định cao, tránh được tình trạng là cong vênh nứt nẻ khi sử dụng. Ở trong cái khu vực bếp thì vẫn được trang bị hết đầy đủ cái thiết bị điện tử như tủ lạnh side by side lớn, lò vi sóng, lò nướng, máy hút, bếp từ. Mọi thứ đều cũng đã được sẵn sàng. Ngoài ra thì ở trong các ngăn tủ còn được lắp đặt thêm những cái phụ kiện thông minh giúp các cô, các chị nhà mình có thể dễ dàng sinh hoạt. Và kể cả những cái ngăn bên trong này cũng có đầy đủ cho mọi người.
Ở đây thì chúng ta có một cái bàn tròn với 8 ghế ngồi được đặt chính giữa không gian của phòng ăn. Và cái bàn tròn này cũng có một cái ý nghĩ là đoàn viên ngồi quây quần bên nhau và cũng không có phân biệt các thế hệ với nhau. Nó tạo được một cái sự gắn kết của các thành viên trong gia đình lại. Và ở vị trí đây thì chúng ta có một cái hệ tủ trang trí nè. Nếu như các chú đang xem video thì Tăng nghĩ là các chú cũng đang có một cái ý tưởng để có thể trang trí cái chỗ này lại theo cái ý thích của mình, đúng không? Nếu mà Đăng thì Đăng sẽ trưng bày ở đây rượu tây hai bên ở chỗ này luôn, nhìn nó sẽ rất là sang trọng. Ra tới khu vực phía sau này thì đây là một cái khoảng lùi. Khi mà chúng ta xây dựng một căn nhà mới á, thì chắc chắn phải chừa một cái khoảng lùi phía đằng sau. Đây cũng là một cái chỗ để giếng trời. Ngoài đây thì rộng rãi, thoải mái, có trưng thêm cây. Ở bên trên thì còn được trang bị thêm một cái khung bảo vệ và kính cường lực nữa. Ở ngoài đây thì toilet được đặt lịch sự phía bên ngoài nè. Và bồn rửa thì lắp đặt ở đây, đang thấy nó cũng hợp lý. Nếu như nhà mình có tiệc tùng hay nhiều thành viên sinh hoạt thì nếu mà một người ở trong thì một người ở ngoài đây vẫn có thể sử dụng được bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái thang máy này để di chuyển lên các tầng bên trên. Và chúng ta có được một cái thang máy 300kg với 4 người của thương hiệu Hoàng Triều. Máy kéo được nhập khẩu từ Đức. Và đang nghĩ là ở bên trong những cái ngôi nhà hiện đại ngày nay thì có một cái thang máy như thế này là một cái chuyện rất hợp lý. Nó giải quyết được cái vấn đề của ở trong gia đình mình có người lớn tuổi di chuyển lên xuống khó khăn. Và bây giờ đang thử test thử cho mọi người nha. Bây giờ đang sẽ lên tầng 1 xem coi Đăng và anh cameraman, coi anh cameraman đi bộ đi, coi ai là người đi nhanh nhất nha. Hi. Phòng khách được bố trí trên tầng 1. Chúng ta có một cái không gian sinh hoạt gia đình rộng rãi và yên tĩnh với nhiều ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ phía trước. Hay thì khi mà chúng ta mời bạn bè hay đối tác đến chơi nhà thì nhà, nếu mà nhà mà có trẻ con hay đông người thì chúng ta vẫn có được một cái khoảng không gian riêng tư, thoải mái, yên tĩnh ở trên đây. Và sofa cũng được sử dụng bằng vật liệu là gỗ gõ đỏ. Bên dưới thì đang thấy là có lót một cái đệm nè. Thì ngồi đây nó cũng rất là êm ái. Nó vừa hiện đại nhưng nó vừa sử dụng được cùng một cái tông màu và cùng một chất liệu giống như cái ngôn ngữ thiết kế của ngôi nhà, đó là vật liệu gỗ gõ đỏ. Và nếu như ai mà có một cái sở thích nó đơn giản, thoải mái với đầy đủ tiện nghi thì ở đây nó cũng đạt được mọi yếu tố của mọi người rồi. Còn nếu như mọi người muốn nơi tiếp khách của mình mà nó sang trọng, phóng thoáng thì Đăng nghĩ vị trí mà chúng ta đặt tivi mọi người cũng có thể tham khảo và lắp đặt thêm một cái tấm đá granite xuyên sáng được nhập khẩu thì nó sẽ tạo nên được một cái hiệu quả ánh sáng rất là thú vị và nhìn nó rất là nghệ thuật. Đây là một cái điểm nhấn rất là quan trọng, nó thể hiện được cái bộ mặt của gia chủ khi mà mời khách hàng hay là bạn bè đến nhà chơi. Và ở khu vực phía sau tầng 1 thì chúng ta có thêm một cái phòng ngủ đằng sau. Cái phần sảnh mà kết nối của hai phòng á, thì vẫn có đủ ánh sáng tốt bởi giếng trời nè. Bên đây là thang máy của mình nè. Và ở chỗ này cái phần sảnh ra vô cũng rất là rộng rãi nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng vào trong phòng thứ hai của tầng 2. Bên trong phòng ngủ thì khi đang bước vô thì đang thấy chúng ta có một cái phòng rộng rãi, thoải mái, ánh sáng tốt. Bên trong thì cũng đã được set up hết đầy đủ nội thất. Một chiếc tủ lớn đụng trần. Cái tủ này thì sức chứa cực kỳ rộng rãi cho mọi người để đồ luôn nha. Khu vực trong đây thì cũng có toilet riêng biệt ở trong phòng. Tất cả những cái thiết bị toilet đến từ thương hiệu là Linac. Vách tấm kính đứng, có cả luôn cái ô thông gió và máy hút bên trên. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển bằng thang bộ lên trên. Và cái phần thang bộ thì được sử dụng bằng là đá vàng sa mạc. Đây là một cái loại đá tự nhiên và cũng được viền cạnh một cách rất là tỉ mỉ nha mọi người. Và các bậc á thì nó cũng có một cái chiều cao nó vừa phải thôi. Nên do đó là nếu mà nhà mình mà có người lớn tuổi hay trẻ con thì cái việc di chuyển lên thang bộ thì đang nghĩ nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Và đây, mình thấy. Và còn có thêm hệ thống đèn LED nữa. Để buổi tối á, gia đình mình di chuyển á, thì nó cũng sẽ an toàn hơn. Đang ở tầng 2 của ngôi nhà.
Tầng 2 thì được chia làm hai không gian chức năng là hai phòng ngủ. À, chúng ta sẽ cùng vào phòng master trước. Ở phòng master thì chúng ta có toilet ở bên trong nè. Ở bên trong toilet này vẫn đầy đủ các thiết bị vệ sinh rộng rãi thoải mái đến từ thương hiệu Linux. Ở trong phòng ngủ master thì vẫn được trang bị hết đầy đủ nội thất, cũng được sử dụng bằng vật liệu là gỗ gõ đỏ. Chúng ta có một cái không gian rất là sáng, bởi vì phòng master sẽ được sở hữu một cái khoảng ban công phía bên ngoài. Và tất cả các phòng đều có tivi và máy lạnh hết cho mọi người. Ở bên trong đây thì cũng đầy đủ cái thiết bị nội thất rồi nè. Tủ lớn rộng rãi. Khu vực phía sau này chúng ta vẫn có được một cái phòng ngủ, và phòng ngủ này vẫn được set up giống như cái phòng hồi nãy ở bên dưới ở tầng 1 mà mọi người xem á, với đầy đủ nội thất ở bên trong. Toilet thì cũng riêng hết luôn nha. Và thang máy lên tới tận tầng 3 của ngôi nhà. Hiện tại thì đang ở trên tầng 3. Và ở vị trí này thì chúng ta có phòng thờ phía bên này, và kết nối thêm đó chính là phần không gian sân thượng đằng trước. Ở ngoài đây thì chúng ta chỉ có một cái khoảng vừa phải thôi. Ở bên trên mái thì cũng được đổ bê tông luôn nha mọi người. Ở đây còn có thêm một cái bồn để mọi người có thể rửa trái cây rồi này nọ trước khi vào trong dân dòng bà. Và di chuyển tiếp vào khu vực gần sau này thì ở vị trí đây chúng ta có một cái chỗ để được giống như là một cái phòng cho chị giúp việc vậy đó. Cũng diện tích cũng thoải mái nè. Ở đây thì cũng có một cái toilet riêng với đầy đủ các thiết bị bên trong. Phần ngoài sau này đó chính là sân phơi. Chúng ta có vị trí để máy giặt ngay đây, và một cái cầu thang cuốn để đi lên trên mái nhà của mình. Đây, đây bây giờ chúng ta sẽ cùng đi di chuyển thang cuốn lên luôn nha. Nhà của mình á thì được đổ tới tận 5 tấm, nên do đó là cái anh này em đã tận dụng luôn cái phần mái nhà để làm một cái khoảng sân vườn phía bên trên cực kỳ là rộng rãi và thoáng. Ở bên dưới thì cũng được sử dụng bằng gạch tàu để có thể là giảm đi nhiệt, mà nó cũng giúp cho cái trên mái của mình, phần mái của mình nó bền hơn. Máy lạnh thì cũng đặt ở đây hết. Đây là giếng trời nè. Ở đây chúng ta có một cái bồn nước cực kỳ lớn, và bồn máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng rất là lớn luôn nè mọi người. Ở trên đây thì đang nghĩ là nếu như ai sở hữu ngôi nhà này rồi vẫn có thể làm một cái khung bảo vệ cao lên trên. Và ở trên đây nó sẽ là một cái khu vườn riêng cho mọi người, có thể tùy thích mọi người đặt hẳn luôn một cái bộ bàn ghế đá ở đây, trồng cây cảnh leo thì cũng rất là mát. Thôi bây giờ cũng 1 giờ trưa rồi, nắng quá là chạy xuống dưới nha. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong một căn nhà với diện tích là ngang 5 x 18 90 m², và được xây dựng là 1 trệt 3 lầu sân thượng. Và hiện tại đang có giá trị thị trường là 14 tỷ 800 triệu. Và thật sự là nếu như ai là một cái thành viên đã theo dõi Nhật Tăng Lên cách đây từ năm 2020 á, thì chắc chắn mọi người cũng đã quá quen thuộc với lại cái phong cách thiết kế ngôi nhà này rồi. Nhưng nếu ai là thành viên mới thì đang nghĩ là đây cũng là một cái ngôi nhà đáng để mọi người có thể quan tâm và trải nghiệm. Tại vì mọi thứ bên trong đều được set up nội thất một cách chỉnh chu, không cần phải mua gì hết, chúng ta chỉ cần xách cái vali vô ở thôi. Và có cả luôn một cái thang máy 300kg, thang máy gia đình ở bên tận bên trong nhà, tạo được một cái sự tiện lợi cho gia đình ai mà có ông bà lớn tuổi có dễ dàng di chuyển lên cái tầng trên. Và cũng nói chia sẻ thật với mọi người luôn, thì cái chủ nhà này á, là một người kiến trúc sư mà một năm á, mà ảnh chỉ xây dựng để bán thì chỉ có một căn thôi. Nên do đó là ở trên những cái video trước đây của chúng tôi thì cũng có 2 căn nó cũng có phong cách giống như vậy á, thì thường là nó sẽ được giao dịch một cách cực kỳ nhanh. Nên bởi thế là nếu như mọi người mà có thích thú về cái ngôi nhà này và thấy ngôi nhà này nó vừa ý với mọi người á, thì hãy nhanh tay liên hệ với shop Line đang để ở bên góc phải màn hình để có thể đến đây và trải nghiệm thực tế nó đi. Đang nghĩ là khi mà mọi người trải nghiệm thì mọi người sẽ có được những cái trải nghiệm thú vị, và mọi người sẽ nhìn được tận mắt về những cái nét kiến trúc và những cái đường nét hoàn thiện ở bên trong ngôi nhà này được làm một cách rất là chỉnh chu và bài bản. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay thì đừng quên cho Đăng một like nha. Còn ai là thành viên mới thì hãy subscribe và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhật Đăng Lên, kết nối nhu cầu thực tế.